giúp Bà Mariato Tô Thúy Nga Paris by Night về Việt Nam. Chương trình Thúy Nga Paris by Night đang gặp khủng hoảng về kinh tế. Các ca sĩ từng được nâng đỡ đang dần rời bỏ. Khán giả thích xem chua đối mặt với nguy cơ phải đóng cửa. Công thể đề tâm huyết của giáo sư Tô Văn Lai bị hủy hoại. Con gái của ông, bà Maria Tô, đang tìm mọi cách để hồi sinh lại chương trình nghệ thuật tạp kỹ Từng một thời làm mưa làm gió tại cộng đồng hạnh ngoại. Thật ra, việc tồn tại được từ năm 1983 cho đến nay, tính ra đã tròn hơn 40 năm rồi, đã là một kỳ tích đối với gia đình ông Lai. Nhất là khi trong cuốn Paris by Night số 99, báo chí hải ngoại thì nhau chật tích rằng trung tâm sẽ sắp tiệm vĩnh viễn. Trước khi nói chi tiết hơn về kế hoạch luận sắc của trung tâm, về sứ mệnh lớn lao của MC gạo cội Nguyễn Cao Kỳ Duyên, ngay sau khi hoàn thành Paris by Night số 99 vào giữa năm 2010, ông Tô Văn Lai nhận ra một điều rằng khán giả hải ngoại đang đâm sau lưng người làm văn nghề. Chỉ riêng ở Minnesota đã có khoảng hai vạn gia đình người Việt, quần mời ra ai cũng xem, còn xôn xa bàn tán người khen ai, kẻ chỉ giờ, nhưng tại sao chị bán được chưa tới 500 bộ, trong khi băng lậu chị rẻ hơn bằng thiệt 20 đô mà thôi. Ăn cắp một ổ bánh mì mà bị người ta bắt gặp thì xấu hổ, nhưng ăn cắp một sản phẩm tinh thần thì lương tâm lại không hề cắn rứt. Khi được độc giả tư vấn về việc cắt giảm chi phí đầu tư cho các chương trình, ông Tô Văn Lai lại khẳng định chắc nịch. Đến đây bà Mary cũng vậy, khi thì hiểu của những khán giả trẻ hải ngoại đã dần thay đổi, dù phải chạy theo xu hướng âm nhạc mới để thuận tai, họ không phải là huyền thoại trong âm nhạc, họ là một ảnh hùng. Nếu có chăng thì khán giả đã quay lưng với Thúy Nga, chứ Thúy Nga không bao giờ quay lưng với khán giả. Khi được độc giả tư vấn về việc cắt giảm chi phí đầu tư cho các chương trình, ông Tô Văn Lai lại khẳng định chắc nịch. Nếu tiết kiệm tiền, chất lượng thấp, kỹ thuật kém thì không xứng đáng để quý vị mua băng đĩa Thúy Nga cất giữ trong nhà. Chẳng tha đóng cửa chủ trung tâm không làm được việc cắt giảm chi phí để hạ thấp chất lượng. Đến đây bà Mariotto cũng vậy, khi thì hiểu qua những khán giả trẻ hải ngoại đã dần thay đổi, dù phải chạy theo xu hướng âm nhạc mới để tồn tại, thì bà vẫn luôn tìm mọi cách để bảo tồn những nét văn hóa nghệ thuật của âm nhạc Việt Nam, xin giữ hình ảnh là cái nơi của nhạc trữ tình tại hải ngoại. Không thể phủ nhận, tuy không phải là một nghệ sĩ, những công việc mà gia đình ông Tô Văn Lai cống hiến cho nghệ thuật còn nhiều hơn gấp bội. Người đóng góp có công một, thì người phát triển và giữ gìn có công mươi. Nhưng để thực hiện được một công việc thiêng liêng đó, tiền bạc cũng đóng một vai trò quan trọng. Người xưa đã có câu, có thực mới vực được đau. Nếu như cứ làm ăn thua lỗ liên tiếp thì lấy đâu kinh phí để bảo tôn, nói gì đến phát triển. Rất nhiều những nghệ sĩ gà cồi đã rơi bỏ trung tâm thí ngay phần nhiều vì tuệ tác nhưng cũng có một số lại mang tư tưởng ăn trào đá bát khiến cho ban giám đốc hết sức phiền lòng Nhiều thúy nga paris mà họ có đậm danh tiếng nhưng đến lúc trung tâm gặp khó khăn họ là viện lý do để từ chối lời mời tham gia dù chính họ biết lúc này trung tâm đang cần làm sự đóng góp của họ tuy nhiên vẫn rất nhiều người sĩ chọn ở lại với trung tâm sẵn sàng về với thúy nga vô điều kiện rất được bà Mariotto trân quý trong buổi livestream gần đây nhất, bà đã bật khóc khi nói về chuyện đề này. Đây không phải là giọt nước mắt bất lực, đó là giọt nước mắt của sự tri ân. Phải công nhận rằng những sản phẩm của Thủy Nga ngày càng chất lượng, chỉ có điều nó không phù hợp với giới trẻ hạnh ngoài, khi thế hệ khán giả thập niên 70 đã không còn nhiều. Trong khi đó, những sản phẩm vẫn được khán giả trong nước rất ủng hộ. Thể hiện qua chương trình Paris by Night 134, tổ chức tại Bangkok đã trải về nhờ đóng góp của người hâm mộ trong nước. Trước đây, lý do duy nhất để trung tâm chưa hoạt động tại Việt Nam là do thế hệ già vẫn mang tư tượng người bảo thủ, chống đối bất chấp. Một số sản phẩm của Thủy Nga Paris vẫn mang nặng tính hận thụ dân tộc. Để làm được điều này, bà Marioto rất cần một số dạo thần thiện, cùng thiện trí hiệp tác, thượng tôn pháp luật cũng như khát vọng được cống hiền cho nghệ thuật khí về Việt Nam. Chỉ có hai người đảm nhận được trọng trách này. Ngoài vai trò là người dẫn chương trình lâu năm cho trung tâm Thủy Nga, Nguyễn Cao Quỳ Duyên còn từng giúp đỡ Thủy Nga kết nối tới các nhà tài trợ trong nước. Hơn thế nữa, cô còn là con gái của cựu phó tổng thống chế độ Việt Nam Cộng hòa xưa Nguyễn Cao Kỳ. Cô và gia đình cũng từng thay mặt cộng đồng hải ngoại thực hiện sứ mệnh hòa dạ dẫn việc một cựu phó tổng thống của chế độ Sài Gòn trở về thăm đất nước đã tác động mạnh mẽ tới cộng đồng kiều bao. Tôi thật sự muốn về hạn Việt Nam, mọi người Việt Nam trong cũng như ngoài nước hai cùng nhau xây dựng đất nước giáo mạnh trở thành con rồng của châu Á. Trước đó, nguyên thứ trưởng bộ Ngoại giao Nguyễn Bình Bình đã từng nói. Ông Nguyễn Cao Kỳ đã làm tốt công việc đó, chẳng có lý do gì mà Nguyễn Cao Kỳ Duyên lại không làm được, cũng coi như hoàn thành nốt mong ước của cha mình. Nhất là khi giới trẻ hải ngoại đang hết sức mong muốn điều đó. Người ta chỉ có thể tách con người ra khỏi quê hương chứ không thể tách quê hương ra khỏi con người. Lại thêm việc Thủy Nga cũng đang rất cần mở rộng hoạt động tại Việt Nam. Ngành giải trí trong nước cũng rất cần một làn gió mới từ hải ngoại thổi vào khi những game sâu nhậm nhí và vô bộ mọc lên như nấm. Với kinh nghiệm 40 năm hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, chắc chắn trung tâm Thủy Nga sẽ ghi dấu ấn bằng những sản phẩm chất lượng. Để một ngày nào đó, khán giả trong nước sẽ được nghe ca khúc đất nước được vang lên trong một sân khấu hoành tráng và hiện đại. Người nghệ sĩ hải ngoài sẽ rừng rừng nước mắt mà cất lên tiếng ca, xin hát về người đất nước ơi, xin hát về mẹ tổ quốc ơi. Tuy nhiên vì không sắp xếp được thời gian cho lịch quay, nên cô đã phải chủ động cắt hợp đồng. Khi quyết định hủy bỏ đơn hàng của Tất La, DDC VinFast ra mắt vì luôn mang tư tưởng người Việt ủng hộ hàng Việt.